Hey, what's up guys? Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì dạo gần đây mình không ra nhiều vlog tại vì mình đang tập trung cho một cái dự án khá là mới chưa bao giờ có trên channel của mình. Đó chính là dự án gì thì mọi người hãy chờ đến lúc đấy nhé. Quay trở lại với chủ đề trong ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người những món đồ mà mình vừa mới nhận được từ Việt Nam gửi qua. Trong đó có những đôi giày, second hand cũng có, DS cũng có và những local brand. Đây đúng hơn là chỉ có một local brand thôi. Và nếu mà mọi người đã theo dõi mình từ lâu thì chắc mọi người biết mình thích local brand nào rồi đúng không? Yes, đó chính là Original Gangster. Và cũng như chiếc áo mình đang mặc ở đây cũng là của Original Gangster luôn. Thật sự mà nói là mình đã mua những món đồ này từ khá là lâu rồi, cách đây khoảng 2-3 tháng, tại vì có những món đồ season của nó từ đầu năm hoặc là hồi hè vừa rồi cơ. Có những món đồ đến từ năm ngoái rồi nhưng mà mình thấy nó đẹp quá cho nên là kiểu hốt luôn. Không dài dòng gì nữa thì cùng vào video nhé. Thì mình được gửi qua 2 thùng đồ, thì thùng đồ đầu tiên chỉ toàn là Original Gangster thôi. Thì qua thùng đồ thứ hai thì mình vô tình mình thấy một cái thương hiệu khá là buồn cười, không phải khá là buồn cười mà khá là lạ đối với mình, tại vì mình chưa mua thương hiệu này bao giờ. Đó chính là Tom Machine. Thì mình cũng là người giới thiệu thằng em mình mua local brand này, tại vì nó mặc đồ khá là đẹp, cũng khá là ok đấy. Nhưng mà không hiểu sao tại sao chiếc áo này nằm ở đây, với lại mình thấy nó nằm là size S cho nên là mình nghĩ chắc không vừa đâu, small mà làm sao mà vừa mình được. Mình nặng tận gần 80 kg, không thể nào mà vừa chiếc áo size S được. Chưa một chiếc áo size S kể cả ở cục brand nước ngoài, ngoại trừ Essential ra thì vừa thôi, còn lại thì không có cái nào vừa cả. Để mình cho mọi người xem một điều rất là miracle nhé. Lâu rồi mình không làm trò này đấy. Thật sự mà nói là mình cũng không rõ là chiếc áo này thiết kế như thế nào, chỉ là một dòng chữ ở phía trước ngực và phía sau có một chữ chữ gì tôi hiểu bản thân tôi. Cái áo này mình thấy hơi negative một chút. You have stolen my soul and left me empty. Thì thật sự mà nói là chất liệu của Tom Machine này mình thấy khá là giống với những chiếc áo nào Sài Gòn mình mặc đằng kia. Chắc chắn là sẽ rất là bền. Đấy, cái đầu tiên. Thứ hai rằng là chất liệu in của nó thì mình chưa sử dụng quá quá nhiều cho nên mình chưa đánh giá được. Có lẽ là sau này mình sẽ lại làm thêm phần 2 về sử dụng local brand sau một thời gian nhé. Có lẽ sẽ có một vài món đồ mình review rồi mà mình review lại sau một thời gian thôi. Thì nếu mà mọi người thấy hứng thú thì hãy comment xuống phía bên dưới, hoặc là like, share, subscribe cái channel của mình, hoặc like cái video này của mình để mình biết. Ok, thì chúng ta sẽ cùng đi từ những chiếc áo thun, áo khoác và quần. Mình luôn luôn mua đầy đủ hết, không thiếu một cái nào cả, ngoại trừ phụ kiện ra. Ở Việt Nam ấy, lúc mà mình livestream video call với cả ba mẹ mình ấy, thì mình có nhận được là có một vài phụ kiện, một vài cái item của Original Gangster, nhưng mà khi mà mang qua bên này ấy, thì phải để lại ở Việt Nam. Bởi vì có những cái hộp mặc dù rất là đẹp nhưng mà không được mang qua, bởi vì là gửi đồ cho nên là nó hơi bất cập một chút. Ok, đầu tiên đó chính là một chiếc áo. Chiếc áo này là một chiếc áo trench coat. Chiếc áo này mình mặc khá là rộng, nhưng mà nếu mà mặc vào thời điểm bây giờ là tầm mùa đông, theo mình nhớ không nhầm thì đây là cái sản phẩm mà comeback trở lại của Original Gangster sau một thời gian vắng bóng. Ở phần trái của họ thì có ghi một cái dòng chữ là Original for Winter 19, có lẽ là 2019. Mình bảo rồi, cũ rồi. Bên trong thì có logo của Original Gangster khá là đẹp. Bên đây thì nó có hai, gọi là hai hàng cúc áo đi, mặc vô nhìn tăng cái độ fancy lên ấy. Thì ở phần sau lưng chúng ta có một lớp vải được may lên và có logo Original Gangster rất là to ở đây. Bên dưới thì chúng ta có một cái thắt lưng. Thì cái thắt lưng này nó giống như là cái thắt lưng của những chị em phụ nữ mà mặc những cái áo rộng như kiểu áo vest ở bên ngoài ấy. Thì đàn ông chúng mình cũng có thôi, một cái nguyên dòng chữ Original Gangster khá là ngầu. Với một cái đai lưng ấy, phải là dùng từ đai lưng mới đúng. Thì ở cánh tay bên trái chúng ta có số La Mã là số 17. Thì thật sự mà nói là đây là số thứ tự. Hình như mình nhớ chỉ có chưa đến 100 chiếc áo được bán. Mình cũng muốn chiếc áo này tại vì mình mặc ở nước ngoài thì nó sẽ hợp hơn, đặc biệt là ở Canada nữa. Bên phải thì cũng có cái thiết kế, có một lớp vải và có một cái cúc ở đây. Chất liệu vải khá là dày. Mình nghĩ ở Việt Nam vào mùa đông bây giờ thì những bạn nào mà mua thì là hoàn toàn là hợp lý đấy. Tại vì Hà Nội bây giờ đang rất là lạnh. Mình không ngờ rằng mình khá là không có duyên lắm khi mà mình mua đồ trong năm 2020 và 2021 như vậy. Ở đó đúng hơn là 2020 thôi. Hai bên đây chúng ta có một hai cái túi để đồ. Thì bình thường chúng ta sẽ phải đóng kín hai lớp như vậy lại, nhưng mà mình thấy nó khá là rườm rà phức tạp và cái khóa nó cũng hơi khó để đóng ấy. Cho nên là nhiều khi mình chỉ đóng một lớp, xong rồi nhiều mình buộc cái đai xung quanh như vậy, buộc như kiểu là mình nhớ tới ngày xưa mình học võ ghê á, cái đai y chang luôn. Đơn giản thế thôi, cũng khá là ok. Mặc dù phần dưới, cái tà dưới của nó hơi rộng, nhìn giống mặc váy hoặc là mặc cái đầm ngủ của khách sạn ấy, cái áo ngủ của khách sạn. Thật sự mà nó là đồ của local brand Original Gangster. Lúc nào mình nhìn sản phẩm của họ mình cũng muốn mua ấy. Mình không hiểu tại sao, có thể là do brand của họ là có những cái item mặc dù là ở nước ngoài khá là đại trà rồi, nhưng mà nó làm ở Việt Nam thì gần như là không có brand nào đụng hàng cả. Brand Studio cũng thế, và một vài local brand như Novena cũng thế. Tiếp theo thì là một chiếc áo flannel. Mình khá là cuồng chiếc áo flannel, đặc biệt là của Original Gangster.
thì mình có tới tận 3 chiếc áo flannel của Original Gangster ngày xưa mình đã chia sẻ đến mọi người rồi. Nếu mà ai chưa coi thì cái link ở bên đây nhé. Và một chiếc áo của Ethan Klow. Nhưng mà ba chiếc áo của Original Gangster thì cái màu của nó khá là bình thường, khá là basic. Nhưng mà qua Ethan Klow thì mình bắt đầu kiểu chơi nó đặc biệt hơn, những cái thiết kế nó detail, chi tiết và nó nhiều màu sắc lạ hơn ấy. Thì đây cũng thế, chiếc áo này có màu sắc khá là cool, không hẳn là màu vàng giống của chiếc áo thứ ba mà mình mua Original Gangster, mà nó thêm vào đó là màu tím, màu nâu, màu trắng nữa. Nhìn cũng khá là chiến, và thật sự mà nói là cái màu này là cái màu khá là đẹp. So với bản thân mình cảm nhận, mình nhìn vào là mình ưng luôn, phải nói thật. Đi chi tiết chiếc áo này thì ở hai bên ngực của chiếc áo thì chúng ta có hai cái túi. Có một cái sản phẩm là chỉ có một bên túi thôi, nhưng mà mình vẫn thích hai bên để được nhiều đồ ấy. Phía sau, bên dưới tà áo thì nó ghi Original Gangster. Ngày xưa thì mình cứ ngây ngô, mình tưởng là vẽ lên, nhưng không. Đây là một phông chữ mà mình học graphic design hoặc là mình làm editor sử dụng nhiều ấy, thì biết. Ở bên phía tay trái, phần vai trái thì chúng ta có ký hiệu của Original ở đây. Bên dưới tà áo thì chúng ta vẫn là những cái thiết kế tưa của flannel. Thì mình cảm nhận như là mặc chiếc áo này vô thì đi công sở hoặc là đi chơi đều được. Vô những cái vị chỗ nào mà nó trang trọng hoặc là cần một cái sự nghiêm túc nhất định thì chiếc áo này mình nghĩ khá là được ấy. Chiếc áo này là mình mặc size L nhé. Và chất liệu vải của nó thì khá là dày, mình cảm nhận là khá là dày. Nếu mà mặc ở Việt Nam và đặc biệt là Sài Gòn thời điểm bây giờ thì ok đấy. Nhưng mà vào mùa khô thì hơi sợ, nhưng mà ở ngoài Bắc thì mặc như về cũng được. Và cũng thông thường thôi, ở những chiếc tay áo của chiếc flannel thì đều có cúc. Và đặc biệt hơn là ở phần cổ tay áo thì chúng ta cũng có thêm một cái cúc ở phía bên đây nữa, để tạo thêm cái điểm nổi bật cho chiếc áo này. Rất nhanh thôi, mình đã review qua những chiếc áo khoác rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến chiếc áo tee và shirt. Đầu tiên, chiếc áo tee thì mình có một chiếc áo season khá là mới. Cũng không phải là mới mà là mùa hè, season 20 là nuclear. Ở đây nó có ghi đây này. Và hình ảnh nói chung là nuclear là hạt nhân. Thì mà hạt nhân thì mọi người biết những thứ không tốt về nó ấy. Thì hình ảnh này cũng mang hình ảnh tựa như thế. Nó khá là gangster, khá là kiểu đường phố, khá là giang hồ ấy. Giang gangster mà. Điểm đặc biệt của chiếc áo này đó chính là có những chỗ rách chấm chấm rất là nhỏ, hơi chấm chấm đi ti một tí. Và ở ngay những cái phần cổ áo, những cái phần khâu như vậy, nó cũng làm rách một cách có chủ đích. Ở phía dưới của phần tà áo nó cũng có những cái tưa như vậy. Mặt đằng sau như chiếc áo A$AP Rocky, nó cũng có logo của Original Gangster luôn. Và nó có một lớp vải để mà làm khi mà khâu cái mác này thì nó sẽ không bị thấy và làm cho cái áo bị xấu đi ấy. Bốn hình ảnh xen kẽ nhau nhìn khá là cool. Mình thích chiếc áo này, thứ nhất là vì cái màu nó đẹp, thứ hai là đi chung với một cái quần sắp tới mình review nữa, và thứ ba là mình chưa có cái màu của chiếc áo này. Size L, chất liệu vải mặc ở Việt Nam ok, thoáng mát, graphic in khá là ổn. A$AP Rocky mình giặt thì vẫn chưa có bị bong chóc gì cả. Và đây thì cũng thế, mình cảm nhận cái chất liệu đây cũng khá là ổn. Tầm 1-2 tháng nữa sẽ có video review xong thời gian sử dụng nhá. Stay tuned. Tiếp theo là một chiếc áo sơ mi. Mình dạo này cũng chơi đồ, chơi sơ mi khá là nhiều. Cái họa tiết là lửa, nhưng không phải của BTS. Thì có những hai chữ OG nó làm cháy chiếc áo này lên, nhìn khá là cool. Và đối với bản thân là mình là một thằng graphic designer ấy, thì mình thấy họa tiết in nhìn rất là đẹp. Và chất liệu này mặc khá là mát, mình thấy nó khá là mỏng. Mặt đằng sau của chúng ta thì như thường lệ có logo của Original Gangster, nhưng mà tiếc rằng là ở đây thì nó lại không có một cái lớp vải nữa để mà che đi cái sợi chỉ đây nè. Mình sợ mà không thấy tại vì hơi tối, sorry mọi người nhé. Nói chung là lộ ra cái chỉ này thì hơi xấu, nhưng mà mất thẩm mỹ một chút. Nhưng mà mình nghĩ màu đen thì không ai để ý. Và logo này thì là một chất liệu 3M phản quang thôi. Và ở phần ngực trái chúng ta có một cái dòng chữ Original Gangster và một cái túi. Mình mặc chiếc áo này là size L luôn, size L luôn luôn là size L, trung thành với size lớn, large. Cúc áo thì cúc áo này mình thấy hơi khó cài một chút, cũng không dễ để mà bị bong ra khi mà đi chơi với mọi người. Mình thấy những mô đồ của Original Gangster hoặc là những bạn đã mua những cái sản phẩm này mặc ấy, đều thấy rất là đẹp. Mình cũng thấy đẹp thì mình cũng muốn mua thôi. Và mua cái này thì chắc chắn phải đi chung một cái nữa, đó chính là quần. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những chiếc quần của Original Gangster nhé. Chiếc quần của Original Gangster thiết kế y chang, chỉ khác là cái màu của đây nó hơi đậm hơn một chút. Thì có thể là do hai chất liệu khác nhau. Thật sự mà nói là chất liệu ở đây rất là dày ấy, dày một cách dã man luôn chứ không phải là đùa nữa. Thì mình mua chiếc quần này là size XL. Và đây là bắt đầu cái câu chuyện hồi nãy mình nói. Năm 2020 là cái năm thất bại khi mình mua quần. Mình đã mua một chiếc quần của H&M và đi chung một chiếc blazer để mặc. Kiểu tông sượt tông như vậy ấy, tracksuit ấy.
nhưng mà chiếc quần nó quá rộng, mình mua size L, mình nghĩ là size M thì sẽ khá là chật, nhưng không, bây giờ mọi người bắt đầu nâng size lên hoặc là mình gầy đi ấy, thì mình mặc size L rất là rộng. Và nếu mà một cái quần rộng mà mặc với một chiếc áo blazer fit thì nhìn nó sẽ giống như là bọn bán hàng đa cấp ấy, cho nên là phải mặc khác nhau thôi. Và chiếc quần này cũng thế, to một cách khủng khiếp mà mình còn béo nữa, cho nên là mình sợ là mình mặc không đẹp. Ai biết được, để cố fit được cái bộ nào đẹp thì mặc nhé. Để mình kiểm tra coi đây có điểm gì đặc biệt không, ngoại trừ hai cái túi quần phía đằng sau để mà chúng ta có thể bóp điện thoại hoặc là một vài sản phẩm nào mọi người thích. Thì ở cái phần túi ở phía trước này thì có lẽ sẽ khó để mà chúng ta có thể tạo dáng cái nút túi ấy, tại vì nó khá là sát, chủ yếu là để điện thoại là chính. Một điều luôn luôn là điểm tự hào của Original Gangster, mình không biết phải không nhá, đó chính là Original Gangster làm khóa rất là mượt, kiểu smooth một cách sướng sướng tay luôn á, vuốt lên vuốt xuống, khóa lên khóa xuống, perfect. Mình vẫn còn hơi tiếc cái quần này, mặc dù mình mặc hơi rộng quá. Ở dưới gấu ống quần thì chúng ta có một cái patch ở đây, và đây cũng là một cái điểm iconic, có thể nói iconic tại vì sản phẩm này mình cũng thấy Original cũng làm cái patch như vậy. Bữa nào mình sẽ chụp cho mọi người một chiếc outfit. Shit nữa thì quên, ở phần bên trái chiếc quần thì chúng ta có một cái túi hộp như kiểu cargo pants ấy. Chữ ở trên đây, Original Gangster ở trên đây thì chúng ta có được làm phản quang lên. Và sản phẩm cuối cùng của Original Gangster đó chính là một chiếc quần, và chiếc quần này cũng rộng, mình có mặc mua XL luôn. Tại vì trước đấy ấy, mình có thử những chiếc quần của Original Gangster vào năm 2019, Giáng sinh năm 2020 mới đúng, Giáng sinh năm 2020. Thì mình thấy, Giáng sinh 2019, xin lỗi mọi người nhầm. Thì mình thấy nó rất là vượt chặt luôn ấy, hơi fit ôm với mình, cho nên mình sợ nó bị rộng, mình sợ nó bị chặt. Cho nên là khi mà mình mua online bây giờ ấy, mình thấy chắc là mua XL đi cho nó vừa với mình một tí hoặc là rộng một tí, không nó rộng vãi cả. Quay trở lại với chiếc quần này thì đây là chiếc quần màu xám và là camo xám, hai túi hai bên rất là rộng để cho mọi người để đồ thoải mái. Phía đằng sau chúng ta cũng có hai túi hộp và có cái patch để mà dính vào để giữ đồ như kiểu quần army military. Phần bên trái chúng ta có nguyên một dòng chữ Original Gangster to tổ bố luôn, và được làm bằng cao su, có lẽ là sẽ khá là bền theo thời gian bởi vì mình đã sử dụng rồi, nên mình confirm đấy. Có hai cái patch đây và túi hộp ở đây, và có thêm một cái khóa zip ở đây nữa để thêm đồ ở trong này luôn. Chứ hai túi này không hề thông với nhau, túi bên trong và một túi bên ngoài ấy. Hai bên hông của chiếc quần chúng ta cũng có patch và một cái túi để đồ hai bên luôn. Chất liệu của chiếc quần flame vừa rồi mình thấy nó khá là dày, cho nên là nếu mà mọi người muốn mặc và muốn giặt ấy, mặc thì có lẽ vào buổi tối thì sẽ ok hơn, buổi sáng thì sợ đổ mồ hôi bớt. Và với lại nếu mà giặt, có lẽ mình nghĩ là mọi người nên chỉ giặt tay hoặc là ngâm thôi, chứ nếu mà mình sợ nếu mà giặt bằng máy ấy, nó sẽ bị hư form tại vì quần này khá là cứng. Hoặc là mình nhầm, mình sẽ thử giặt và mình sẽ chia sẻ cho mọi người biết nhé. Nhưng mà chiếc quần này thì có lẽ giặt được vô tư thoải mái luôn, chất liệu khá là mềm mại cũng như chiếc quần vừa rồi. Ở phía dưới ống quần chúng ta có cái patch luôn để có thể làm cho ống quần nó rộng ra nếu mà ai mà hơi to quá. Mình thì mình khá là to nhưng mình cảm thấy mình nhỏ bé trong chiếc quần này. Một điểm đặc biệt của chiếc quần này nữa đó chính là ở dưới đây chúng ta có một cái zip, thì khi mà chúng ta kéo ra thì chiếc ống quần này sẽ rớt xuống và chúng ta có cái cần què, nó sẽ thành một cái quần short nó khá là đẹp. Về cái phần zip ở đây thì mình đánh giá nó không cao lắm tại vì mình đã thử tháo ra mặc vào rồi, thì hơi khó khăn một chút nhưng mà mọi người khéo léo một tí thì sẽ giữ được chiếc quần này bền thôi, có lẽ thế, mình mong là hy vọng là vậy. Bởi vì zip và mọi thứ mình thấy mặc khá là chắc chắn, local brand thì đang lên ngôi và sản phẩm của họ càng ngày thì càng phát triển rồi, quan trọng là thiết kế thôi. Chiếc short, nếu mà mình mặc short không thì không sao, còn nếu mà mặc quần dài thì hơi khó một chút. Phía đằng sau ở góc bên trái của chiếc quần thì chúng ta có một cái chữ OG ở đây, thì chữ OG này thì cũng phản quang luôn, hai bên. Thì mình sẽ để hình của các model mình mặc ở đây. Như mình đã nói hồi nãy, chiếc áo tee màu kem hoặc là màu cream mình đi chung với chiếc áo đấy, tại vì mình thấy model mặc khá là đẹp. Có lẽ là mình sẽ không review cho mọi người những món đồ mà mình mang ở Việt Nam qua đâu, tại vì nó chỉ là đồ cũ thôi. Với lại video cũng khá dài rồi, mình xin phép đẩy nhanh một chút về những đôi giày. Thì mình có một đôi Air Force One Low size 10, và chắc chắn rồi, second hand luôn, bởi vì phần đế của nó mọi người thấy nó khá là vàng rồi và có lẽ là mình sẽ repaint lại. Một đôi LeBron 12, đây, đôi LeBron 12, phần đế của nó thì đã khá là cũ và bị ố kinh khủng khiếp rồi, nó cũng khá là mòn rồi, có lẽ mình sẽ không mang để chơi thể thao đâu. Muốn mua tại vì mình khá là thích dòng LeBron và mình có 10, 11, 12 rồi, mình đang muốn kiếm 12 Elite và cả 13 nữa là hoàn thành những cái bộ sưu tập
Mình thích đôi 11, 12 tại vì nó có cái hình con sư tử ở đây nè. Và tiếp theo là một đôi F Jordan 1 F Elephant Print. Đôi này thì mình mua lâu rồi. Thật sự mà nói là mình mua từ cuối năm lớp 12 cơ. Và mình đã không mang qua đây khá là lâu. Mình không hiểu tại sao mình lại không mang. Có khi mà mình mang về mình bán mà bán không được thôi, có lẽ thì mình mang tiếp vậy. Thì sorry mọi người nhé, ba đôi vừa rồi mình không nhớ nổi là mình mua ở đâu, tại vì mình đã mua hơn một năm rồi ấy. Thì tiếp theo là một đôi bóng rổ, thì đôi này là Condies nhé. Đôi Nike PG2 Wonder. Có lẽ vậy tại vì nhìn nó giống như đôi Wonder là Pro 11 ấy, tại vì hai đôi nhìn khác nhau ấy. Đôi này mình chưa mang đánh bóng rổ bao giờ, nhưng nếu có cơ hội thì mình vào mùa hè năm nay hoặc là năm nay thì mình sẽ mang để đi chơi. Thì cũng như rất là nhiều người review về những đôi giày Nike Air Fox 1 hoặc là đôi Jordan 1 thì keo thừa rất nhiều. Phải công nhận với mọi người như thế đấy. Khá là đẹp đúng không? Nếu có cơ hội mình sẽ review chi tiết những đôi giày mà mình chia sẻ cho mọi người. Nếu mà mọi người thích thì cũng comment bên dưới. Còn nếu không thì like hoặc là subscribe cho mình nhé. Nói nhiều khát nước quá. Và đó cũng là tất cả những gì muốn chia sẻ trong vlog ngày hôm nay. Và nếu mọi người thích vlog này thì hãy like, share và đặc biệt nhấn vào subscribe để ủng hộ cho mình. Và một lần nữa, mình là Lê Huy Đỗ và chào tạm biệt và hẹn lại mọi người trong vlog lần sau. Mình là Lê Huy với guys. Đùa đấy. Thì cũng qua một năm rồi, năm 2021. Thì mong mọi người một năm 2021 tốt lành nhé. Đây cũng là video đầu tiên của năm 2021 đấy. Peace guys. See ya.